Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với Social TV, tiếp tục cập nhật những tin tức mới để ông bà cô chú chúng ta cùng biết nhé. Mới đây nhất thì nam danh ca Mạnh Quỳnh có chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của anh như sau: cùng với Quang Lê tại Delta Sky Club, Portland International Airport, hẹn gặp khán thính giả tối nay nhé. Chúc mừng ông bầu show Quang Lê nhé. Thấy poster đăng vé đã sold out rồi. Xin lỗi, em vì lobo quá nên Quỳnh quên quay clip quảng cáo cho show. Mến chúc muôn nhà cuối tuần an nhiên, khỏe mạnh và vui vẻ. Mến Mạnh Quỳnh, Quỳnh bay đây. Vậy là anh Mạnh Quỳnh thông báo về show cùng với Quang Lê và anh đang từ Portland bay qua bên Cali để cùng tham gia show của Quang Lê. Show này cũng đã được thông báo là vé đã bán hết sạch rồi. Mạnh Quỳnh cũng có đăng tải một bức ảnh đang ngồi ở trên máy bay, và ở dưới phần bình luận khi biết thông tin anh Mạnh Quỳnh bay từ nơi anh ở sang Cali để tham gia show mới này thì mọi người đã vào chúc mừng. Bé Phạm Thiên Ngân cũng đã để lại bình luận là chúc ba bay bình an, ba giữ gìn sức khỏe nha ba. Mọi người cũng cầu chúc cho show của Mạnh Quỳnh sẽ được thành công. Trong show ở tại Cali này có rất nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng như là Quang Lê, như Quỳnh, Minh Tuyết, danh hài Thúy Nga, Mai Thiên Vân. Vậy là trong show này đã được bán hết vé. Do đó, anh Mạnh Quỳnh cũng đã có nói với Quang Lê là tại vì lịch trình làm việc rất là bận rộn nên quên làm một clip quảng cáo cho show. Nhưng mà cũng rất là vui vì bây giờ show của Quang Lê có Mạnh Quỳnh tham gia đã được bán vé sạch trơn rồi. Do đó sức hút của các danh ca này cũng rất là lớn. Dưới phần chia sẻ của Mạnh Quỳnh có Duy Trường vào ở dưới phần bình luận để lại câu hỏi như sau: đi hát show sao mặt buồn vậy ba ba? Thì anh Mạnh Quỳnh có trả lời là Duy Trường ba buồn ngủ con. Mọi người thấy tình trạng về sức khỏe của Mạnh Quỳnh như thế cũng mong là Mạnh Quỳnh hãy giữ gìn sức khỏe và chúc chuyến bay thượng lộ bình an cũng như là show diễn sẽ được thành công tốt đẹp. Còn về phần bé Thiên Ngân thì sau khi chia sẻ về việc đang chuẩn bị MV mới và bài hát mới của ba Quỳnh sẽ được em ấy up lên trên kênh YouTube của Thiên Ngân vào ngày 8 tháng 3 như là món quà để tặng cho Ngày Quốc tế Phụ nữ, thì anh Mạnh Quỳnh cũng đã để lại lời khen. Vì cứ tưởng là Thiên Ngân chưa thực hiện bài hát này và mọi người cũng biết để lại lời khen cho Thiên Ngân. Không phải Thiên Ngân làm chậm mà là Thiên Ngân có trả lời là em ấy không gấp gáp do là em ấy muốn chu toàn mọi việc. Vậy là tính của Thiên Ngân cũng giống với tính mẹ Nhung nên khán giả để lại lời khen. Con gái của ba Quỳnh giống tính mẹ, làm gì phải kỹ càng rồi mới phát hành. Đây là một cái đức tính. Như chúng ta đã biết, lúc sinh thời chị hai rất cầu toàn cho các MV cũng như bài hát của chị, muốn mang đến một bài hát cực kỳ hay cho khán giả. Vậy là sau khi mấy anh em Duy Juno, Thiên Ngân với lại Thiết Nhung cùng với Trường Sang về quê nhà Đồng Tháp của Thiên Ngân cùng với Thiên Ngân thực hiện MV mới, thì mọi người cũng đã ghé qua núi Sam, Châu Đốc. Trên trang cá nhân của mình thì Trường Sang chia sẻ bức ảnh chụp cùng với Thiết Nhung và Duy Juno ở tại núi Sam, Châu Đốc, An Giang. Có chia sẻ một cái status như thế này: những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngờ nghệch. Vậy là do lịch trình bận rộn và lịch trình dài đặc như thế này thì các bạn trẻ cũng rất là mệt mỏi. Duy Juno thì có chia sẻ tình trạng hiện tại là quá đuối. Riêng Tiết Nhung, Tháp Tùng cùng hành trình cũng như trong MV lần này của Thiên Ngân chắc chắn là có mặt của Tiết Nhung cùng tham gia. Vậy là ai nấy cũng đều mong chờ tác phẩm này của Thiên Ngân. Tiếp theo chuyến viếng thăm ở tại Chùa Bà, núi Sam, Châu Đốc thì cả ekip
đến nhà thờ cha Trương Bửu Diệp ở tại Bạc Liêu. Trên trang story thì Tuyết Nhung và Yuno cũng tranh thủ chia sẻ bức ảnh chụp ở tại nơi ăn nghỉ của cha Francisco Trương Bửu Diệp. Vậy là mọi người có một chuyến về miền Tây cực kỳ ý nghĩa. Ở Mỹ thì cậu Thanh Huy vừa chia sẻ một clip cậu Thanh Huy hội ngộ với ca sĩ Mạnh Quỳnh ở tại Cali. Vậy là ai nấy cũng đều biết là Mạnh Quỳnh về Cali để tham gia show của Quang Lê. Dưới phần bình luận ở trang cậu Huy, mọi người đều để lại những bình luận động viên vui vẻ, tại vì trong clip này ca sĩ Mạnh Quỳnh đã xuất hiện phía sau lưng cậu Thanh Huy và là một cử chỉ thật là xì tin. Ba Quỳnh cút quá cậu ơi, chúc show thành công nha. Ôi anh hai với anh Huy nhé, ngày mới bình an và vui vẻ nhé. Hello Huy, Mạnh Quỳnh đã đến Cali. Nhung đang đứng phía sau Huy và Quỳnh Nhung đi hát mà phải không Huy? Vậy là mọi người sẽ có chuyến đến tỉnh xá Giác An cùng thăm chị hai. Trong clip này thì ca sĩ Mạnh Quỳnh đã làm một cử chỉ xì tin rất giống chị hai, đó chính là chụp hình nhưng mỏ thì hơi chu ra. Do đó mọi người đã để lại bình luận là chị Nhung nhập anh Quỳnh chắc luôn nè. Ngày xưa thùy mị lắm nha, giờ toàn biểu cảm thể hiện như thế này, đúng là chị hai luôn. Vậy là chúng ta thấy được sau thời gian dài thì trong năm 2023 này Mạnh Quỳnh xuất hiện trong những bức ảnh và đoạn clip trông thật là xì tai, rất là tươi trẻ, cũng như là những cử chỉ làm dáng chụp hình trông rất là xì tin luôn. Sẵn trong clip chia sẻ của cậu Thanh Huy, nhiều khán giả để lại lời hỏi thăm anh Mạnh Quỳnh. Chúc hai anh em nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Em Quỳnh đến Cali lại ghé thăm người bạn tri kỷ nữa chứ. Trời ơi, cái nét của chú Quỳnh sao giống cô Nhung quá. Mọi người ai đều khen cho sự giống nhau giữa Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Vì thật sự giờ đây, trong mỗi lần chụp ảnh cùng đồng nghiệp thì Mạnh Quỳnh thường hay làm những kiểu dáng chụp hình giống Phi Nhung như xưa. Sự hội ngộ giữa cậu Thanh Huy và ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng làm khán giả gửi gắm nhiều tâm sự. Hai người thân yêu của Nhung tâm sự với Nhung thì nhắn giùm mọi người là nhớ thương Nhung nhiều lắm Huy nhé. Nói thêm anh Quỳnh hát cho Nhung nghe nữa đi. Vậy là bây giờ tuy là chị đã ra đi cũng đã hơn một năm nhưng tình cảm của fan hâm mộ dành cho chị rất nhiều, và giờ những gì những người thân của chị chia sẻ luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm. Video chia sẻ tin tức của mình đến đây là kết thúc. Rất mong ông bà cô chú tiếp tục đăng ký ủng hộ giúp Social TV với nhé. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều.